Bên chơi điện chay nào ấy luôn. Hello, hello nghe. Hello anh em mà chuẩn bị tập giới xong hết chưa? Nghe chuẩn bị từng qua. Ơi đợi chút văng. Hello. Ông béo ông chuẩn bị tập võ rồi xong hết chưa ông béo? Thôi, tôi chuẩn bị từ lâu rồi. Đấy là bài tập nhãn nhãn chưa? Ừ rồi, đầy đủ rồi. Đùa. Mình ơi. Alo hả? Ấy có gì photo bài sử với lại văn cho tao luôn. Tao trả tiền nha. Văn có gì đâu photo. Ủa, chứ môn nào photo được. Photo cho tao. Đùa. Thời căng á, thời căng á. Tao đâu được cả chồng rồi nè. Không sao. Tao trả tiền cho, nhiều tiền thôi. 100 ngàn nha Thi. Chiều nay tao lên tao lấy tiền nha. Hello. Đang tại quốc phòng. Úi dồi ôi. Thằng nào im lặng nhất lớp đâu? Thằng nào biết giùm tao ma cao? Rồi gỡ băng đạn thử coi. Chú mẹ cái này là sao giờ tới là sao nữa. Mà sao vô bro? Ừ rồi tới cái là sao. Cái là sao nhìn uy tín rồi. Cái là sao nhìn đúng uy tín rồi. Là sao nó câu rồi. Rồi lên đạn thử coi vỗ lên đạn bắn thử. Rồi bớt cơ. Trời ơi, kéo nhẹ ra luôn. Nhẹ mạnh ra. Ẩn cầm ngược tay quá. Tháo cái miếng này từ nó tháo từ ra nữa. Đừng để nó tự tháo đi. Quên. Để nó tự tháo cho nó nhớ. Cái này mày chơi FIFA nên mẹ mày chơi FIFA rồi. Rồi, rồi đạp vô. Cái chốt lên. Khoan tài lại. Khoan tài lại. Tao chưa tháo mẹ đi. Nè đồng chí. Trời ơi, gỡ tay. Đi về thì béo ơi. Hết giờ rồi. Trước cái hợp đồng. Mình lớp 10 mà. Nhìn mấy tao rồi lớp 10 mà. Rồi đi về. Đông quá. Bye bye. Bye bye. Hết vlog. The next day. Hôm nay là thứ ba rồi. Hôm nay là mình sẽ thi môn
thi học kèm môn đầu tiên là công nghệ. Phải thì rồi đánh trống luôn rồi. Rồi giờ đi vô học. Ê, ngọn mình luôn. Lấy theo. Kiểm tra xong rồi anh em ơi. 10 điểm. Nội dung quy luật chiếm. Phát nè anh em ơi. 8 cái luôn. Học xong rồi đi về. The next day. Lên em nay gặp chung mình nè. Chúng ta. Nay gặp chung mình nè. Long quá mà. Long tham luôn chứ. Giờ đi lên phòng tin thôi anh em ơi. Lên phòng tin. Đóng rồi. Lên vũ rồi. Thôi sao nó tự ngồi đâu dưới cuối luôn vậy. Có 22 rồi. Có 22. Ngồi dưới cuối luôn. Trời mưa lắm rồi anh em ơi. Dạ thế nha. Mưa luôn rồi. Cái trời mưa đi chân trực. Lớp cũ nè. Nhớ lớp cũ không Vũ? Nhớ. Quà kìa. Đây có quà của mình không? Đây học má anh em ơi. Cô này giảng bài gì kìa. Hả? Ừ xong rồi xong rồi. Rồi tao giả lại không? Để tao viết lại cho mày không? Em mưa quá trời. Thôi, đi về thôi. Ôi, đông thế nhờ. Không dám xuống luôn. Đang quay vlog ơi. Trời ơi. Giờ tao lấy cái nào. Tao đẩy cái đây cho mày mở đường. Đẩy đây. Đẩy đây cho mày. 15 minutes later. Đây đông quá anh em ơi, chưa ra được nữa. À, không biết khi nào, không biết khi nào ra luôn. Ông bé, mở đường bé. À, đang làm cái gì vậy? Xăm sắc lắm ơi. Xăm sắc người ta đựng điểm gạt hay gì á. Chắc làm sân khấu rồi, trời sao vui vậy. Tomorrow. Mình nói là ông con ông đánh trống cái mồm ông vô muốn miếng nước em làm anh tiên. Anh vừa. Cái này cái tao. Cái này mồm. Cái đem sữa. Ví dụ như. Giờ tiếp tái cho anh em đây. Biết mồm không? Mày đâu cũng hay. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Quay gì vậy? Ví dụ như là tao lấy bò lại 4 con. Phải con ắt luôn. Ê ê ê cô vô cô vô cô vô. Phải không? Đang làm bài anh em ơi. Chết đồ à. Ôi, lâu rồi mới gặp lại anh Minh Long á. Trời ơi, dịch rồi. 5K đi, đừng quay nữa. Mày có cảm giác thế nào khi ngày mai được nghỉ? Không, mai gọi học bài đó chứ mai không. Không có bò heo uống được. Ê, bao ăn đi, lâu ngày quá không gặp. Vì mới gặp bữa đi tìm mỗi hai mà chung. Mẹ đi. Ủa? Hình như chưa gặp đúng không? Chưa. Thôi lần đầu gặp chung luôn á. Quay quay như người nổi tiếng vậy. Quay Vũ, Vũ đỡ Vũ. Không biết mình có quà không anh em ơi. Thiên Ngân lên kìa, Thiên Ngân. Bye.
ba thùng luôn, chung ba phần luôn, ghê chung ơi. Rồi không có luôn anh em ơi, học dở quá không có quà luôn. Dạ con nè. YouTube. Dạ con. Chào YouTube. Cảm ơn con. Quá rồi anh em ơi. Chung khoe coi chung, chung khoe coi chung. Ê. Được. Xong rồi anh em ơi. Khóa học xong một mấy giờ thể dục. Giờ xuống sân học thể dục nữa rồi đi về. Đến đây là bốn đứa chơi chung mà chỉ có một bài tập sinh khá. Ngay mà. Ngay vậy. Không học thể dục luôn anh em ơi, đi về. Không thành thể dục luôn, đi về. Hey nẹt boy. Lên ra. Bắt đầu luôn. Ơi, cuối cùng được, cuối cùng phải học thể dục nữa anh em ơi. Thôi là tôi chưa về á, về là thôi. Khỏi điểm danh luôn. Còn có nhiều đầy nữa. Mấy bạn về chưa không? Many hours later. Next morning. Dậy đi bạn ơi, dậy mà đi mà chơi. Đây là nhạc báo thức không phải loại nhạc xanh đen. Dù à ơi, nên là dậy đi bạn ơi, dậy mà đi làm thôi. Sếp và đồng nghiệp vẫn luôn tin tưởng tại sao bạn còn nằm đây lạc trôi. Dậy đi bạn ơi, dậy mà đi học thôi. Đất nước này cần bạn thức dậy và sẽ nhiều hơn nữa mới thức nhà trong trời. Đi thi rồi anh em ơi. Diễn biến giai đoạn 2 của chiến tranh thế giới thứ nhất rồi. Tháng 4 năm 1917 Mỹ. Không, gặp năm thôi. Tháng 4 năm 1917, tháng 11 năm 1917, 7 đến 9 1918. Ờ, ông có nhìn trên đây không? Cái này tôi cũng nghĩ ra. Đau quá. Được thì anh em ơi. Hôm qua hôm bữa sự kiện cháy quá anh em ơi. Vô kìa học bài luôn. Ôi. Chưa xong nữa. Chuẩn bị mai đi thi rồi mà, mai thi ngày cuối rồi. Ngày mai rồi, hết về là đảm bảo sạch sẽ luôn. Ngày mai về sớm mình quay cho anh em rồi.